26. Phẩm tín thọ. Khi ấy các thiên tử lại nghĩ thế này: nay tôn giả thiện hiện vì những hữu tình nào, vui thuyết pháp nào? Biết tâm niệm của các thiên tử, cụ thọ thiện hiện bảo rằng: này các thiên tử, tôi nay vì các hữu tình như huyễn, như hóa, như mộng mà vui thuyết pháp như huyễn, như hóa, như mộng. Vì cớ sao? Này các thiên tử, vì trong pháp tôi nói, người nghe như vậy, không có ai nghe, không có ai hiểu, không chỗ chứng đắc. Khi ấy các thiên tử hỏi lại rằng: thưa tôn giả, người nói, người nghe và pháp được thuyết đều như huyễn, như hóa, như mộng sao? Thiện hiện đáp: này các thiên tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như các ông đã nói, hữu tình như huyễn, vì người như huyễn nên nói pháp như huyễn. Hữu tình như hóa, vì người như hóa nên nói pháp như hóa. Hữu tình như mộng, vì người như mộng nên nói pháp như mộng. Này các thiên tử, cái mà mình thấy là ngã cho đến việc thấy đều như huyễn, như hóa, như mộng. Cái mà mình thấy là sắc cho đến thức đều như huyễn, như hóa, như mộng. Cái mà mình thấy là nhãn cho đến ý đều như huyễn, như hóa, như mộng. Cái mà mình thấy là sắc cho đến pháp đều như huyễn, như hóa, như mộng. Cái mà mình thấy là nhãn thức cho đến ý thức đều như huyễn, như hóa, như mộng. Cái mà mình thấy là nhãn xúc cho đến ý xúc đều như huyễn, như hóa, như mộng. Cái mà mình thấy là nhãn xúc sanh ra các thọ cho đến ý xúc sanh ra các thọ đều như huyễn, như hóa, như mộng. Cái mà mình thấy là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa đều như huyễn, như hóa, như mộng. Cái mà mình thấy là nội không cho đến vô tánh tự tánh không đều như huyễn, như hóa, như mộng. Cái mà mình thấy là bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng đều như huyễn, như hóa, như mộng. Như vậy cái mà mình thấy là quả dự lưu cho đến quả A-la-hán đều như huyễn, như hóa, như mộng. Cái mà mình thấy là độc giác bồ đề và vô thượng chánh đẳng bồ đề đều như huyễn, như hóa, như mộng. Khi ấy các thiên tử hỏi thiện hiện rằng: nay tôn giả chỉ nói cái mà mình thấy là ngã sắc cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề đều như huyễn, như hóa, như mộng, hay cũng nói cái mà mình thấy là niết bàn cũng như huyễn, như hóa, như mộng? Thiện hiện đáp: này các thiên tử, chẳng những tôi nói cái mà mình thấy là ngã sắc cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề đều như huyễn, như hóa, như mộng, mà cũng nói cái mà mình thấy là niết bàn cũng như huyễn, như hóa, như mộng. Này các thiên tử, giả sử có pháp thù thắng hơn niết bàn, tôi nói cái thấy đó cũng như huyễn, như hóa, như mộng. Vì cớ sao? Này các thiên tử, vì việc huyễn hóa mộng cùng với tất cả pháp cho đến niết bàn thể đều không hai, không hai chỗ vậy. Bấy giờ các đại thanh văn như Xá Lợi Tử, Đại Mục Liên, Chấp Đại Tạng, Mãn Từ Tử, Đại Ca Đa Diễn Na, Đại Ca Diếp Ba và vô lượng trăm ngàn đại Bồ Tát hỏi cụ thọ thiện hiện rằng: bát nhã ba la mật đa sâu xa được thuyết như thế, khó thấy như thế, khó hiểu như thế, vắng lặng như thế, vi tế như thế, trầm mật như thế, thắng diệu như thế, vậy ai có khả năng thâm tín thọ trì? Khi ấy A Nan Đà nghe lời hỏi kia rồi bạch với đại thanh văn và các đại Bồ Tát: có các đại Bồ Tát bất thối truyền đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, khó thấy, khó hiểu, vắng lặng, vi tế, trầm mật, thù diệu đã nói đây có khả năng thâm tín thọ trì. Lại có vô lượng các A La Hán đã thấy thánh đế, hiểu rõ tận nguồn các pháp sâu xa, sở nguyện đã mãn đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, khó thấy, khó hiểu, vắng lặng, vi tế, trầm mật, thù diệu đã nói đây cũng có khả năng tín thọ. Lại có vô lượng đại Bồ Tát trong quá khứ đã ở chỗ nhiều trăm ức Phật gần gũi cúng dường, phát thệ nguyện rộng lớn, trồng nhiều cội đức đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, khó thấy, khó hiểu, vắng lặng, vi tế, trầm mật, thù diệu đã nói đây cũng có khả năng tín thọ được. Lại có vô lượng các thiện nam tử, thiện nữ nhân quá khứ đã ở vô số chỗ Phật, phát thệ nguyện rộng lớn, trồng các căn lành tuệ thông, căn lành được bạn lành nhiếp thọ đối với hy bát nhã ba la mật đa sâu xa, khó thấy, khó hiểu, vắng lặng, vi tế, trầm mật, thù diệu đã nói đây cũng có khả năng tín thọ được. Vì sao vậy? Vì những người như thế chẳng đem không vô tướng, vô nguyện, vô sanh, vô diệt, vắng lặng, xa lìa mà phân biệt sắc cho đến thức, cũng chẳng đem sắc cho đến thức mà phân biệt không vô tướng, vô nguyện, vô sanh, vô diệt, vắng lặng, xa lìa
Như vậy cho đến chẳng đem không vô tướng vô nguyện vô sanh vô diệt vắng lặng xa lìa mà phân biệt nhãn cho đến ý, sắc cho đến pháp, nhãn thức cho đến ý thức, nhãn xúc cho đến ý xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra thọ, cho đến ý xúc làm duyên sanh ra thọ. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, nội không cho đến vô tánh tự tánh không, bốn niệm trụ nói rộng cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tất cả môn tam ma địa, tất cả môn đà la ni, quả dự lưu cho đến quả a la hán, độc giác bồ đề, tất cả hạnh đại bồ tát, vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hữu vi giới, vô vi giới, cũng chẳng đem nhãn, cho đến vô vi giới mà phân biệt không vô tướng, vô nguyện, vô sanh, vô diệt, vắng lặng, xa lìa. Vì nhân duyên này, nên những người như thế, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, khó thấy, khó hiểu, vắng lặng, vi tế, trầm mật, thủ diệu đã nói đây, đều có khả năng tín thọ được. Khi ấy, cụ thọ thiện hiện, bảo các thiên tử, này các thiên tử, bát nhã ba la mật đa sâu xa, khó thấy, khó hiểu, vắng lặng, vi tế, trầm mật, thủ diệu đã nói như vậy, chẳng phải chỗ suy tìm, vượt cảnh suy tìm, trong ấy thật không có ai tín thọ. Vì sao vậy? Này các thiên tử, vì trong đây không có pháp để hiển thị, do thật không có pháp để hiển thị, nên người tín thọ thật chẳng đắc được. Bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, trong giáo pháp bát nhã ba la mật đa sâu xa đã nói đây, sao không rộng nói pháp tương ưng với tam thừa, nghĩa là nói pháp thanh văn thừa, độc giác thừa, vô thượng thừa, sao chẳng rộng nói đạo của các bồ tát, nhiếp thọ các đại bồ tát từ sơ phát tâm cho đến thập địa, tức là nói bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tất cả môn tam ma địa, tất cả môn đà la ni. Sao chẳng rộng nói việc thủ thắng của thần thông nhiếp thọ các đại Bồ Tát, tức là nói đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa này siêng năng tu hành, nên tùy theo chỗ mà thọ hóa sanh, không mất thần thông tự tại du hí, khéo thông đạt được vô lượng pháp môn, từ cõi Phật này đến cõi Phật kia, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, tùy theo sở nguyện ưa thích các thứ căn lành, đều có khả năng tu hành chóng được viên mãn. Ở chỗ chư Phật lắng nghe chánh pháp thọ trì, cho đến khi đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề, thường chẳng quên mất, hằng ở trong thắng định lìa tâm tán loạn, do đây làm duyên nên được biện tài vô ngại, biện tài không dứt hết, biện tài ứng hợp, biện tài nhanh chóng, biện tài không xa, biện tài các điều diễn thuyết đầy đủ ý nghĩa, biện tài rất thắng diệu của tất cả thế gian. Thiện hiện đáp rằng, đúng vậy, đúng vậy, đúng như tôn giả đã nói, trong giáo pháp bát nhã ba la mật đa sâu xa đây, lấy vô sở đắc làm phương tiện, rộng nói pháp tương ưng với tam thừa, cho đến rộng nói việc thần thông thủ thắng nhiếp thọ các đại Bồ Tát, cho đến khiến được biện tài rất thù diệu của tất cả thế gian, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Vậy ở đây lấy vô sở đắc làm phương tiện đối với những pháp nào? Đó là đối với ngã cho đến việc thấy, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với sắc cho đến thức, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với nhãn cho đến ý, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với nhãn thức cho đến ý thức, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với nhãn xúc cho đến ý xúc, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với nhãn xúc làm duyên sanh ra thọ, cho đến ý xúc làm duyên sanh ra thọ, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với nội không cho đến vô tánh tự tánh không, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Như vậy cho đến đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, trong giáo pháp bát nhã ba la mật đa sâu xa đây, vì nhân duyên gì mà lấy vô sở đắc làm phương tiện, rộng nói pháp tương ưng với tam thừa? Trong giáo pháp bát nhã ba la mật đa đây, vì nhân duyên gì lấy vô sở đắc làm phương tiện, cho đến rộng nói việc thù thắng của thần thông nhiếp thọ các đại Bồ Tát, cho đến khiến được biện tài rất thắng diệu của tất cả thế gian? Thiện hiện đáp, này Xá Lợi Tử, bởi vì nội không cho đến vô tánh tự tánh không, nên trong giáo pháp bát nhã ba la mật đa sâu xa này, lấy vô sở đắc làm phương tiện, rộng nói pháp tương ưng với tam thừa.
Này Xá Lợi Tử, bởi vì nội không cho đến vô tánh tự tánh không, nên trong giáo pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, lấy vô sở đắc làm phương tiện cho đến rộng nói việc thù thắng của thần thông nhiếp thọ các đại Bồ Tát, cho đến khiến được biện tài rất thắng diệu của tất cả thế gian.